Welcome back to another video from Miss Hoa Communication English Center. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại về một video nữa từ Miss Hoa Giao Tiếp. Và chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu về các thì ở trong tiếng Anh và cách ứng dụng các thì vào trong giao tiếp như thế nào, đúng nhỉ? Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những thì gì thì chúng mình hãy cùng cô tìm hiểu nhé. Ok, thì trước hết thì cô có một câu hỏi dành cho tất cả chúng mình, một câu hỏi vô cùng đơn giản thôi. Đó là What are we doing now? What are we doing now? Hiện tại chúng ta đang làm gì các bạn nhỉ? Very good, chúng mình đang học tiếng Anh cùng nhau, đúng không nhỉ? Vậy thì đặt cho cô một câu này bằng tiếng Anh nhé. Chúng tôi đang học tiếng Anh bây giờ. Alright, thì chúng ta sẽ được câu như thế nào các bạn nhỉ? Very good, đó chính là câu We are studying English now. Right, thì cô sẽ đưa câu này trên slide cho chúng ta dễ nhìn nhé. Cô có câu đầu tiên. Đó là We are studying English now. Ok, nghĩa là ngay bây giờ là chúng ta đang học tiếng Anh. Vậy thì giả dụ như là chúng ta có thói quen đúng không? Nghĩa là chúng ta cứ giờ này thì chúng mình sẽ học tiếng Anh. Nghĩa là vào thời này ngày hôm qua thì chúng mình cũng đang học tiếng Anh, đúng không nhỉ? Vậy thì cô sẽ có cụm từ là vào giờ này, vào thời này là cụm từ như thế này nhá. Chúng mình hãy đoán cho cô đây là cụm từ gì nhỉ? Đây các em ơi. Very good, nó là cụm từ at this time, very good, yeah, at this time. Và vào giờ này ngày hôm qua, cô sẽ có cụm là at this time yesterday, ok? Vào giờ này hôm qua thì mình cũng đang học tiếng Anh, đúng không nhỉ? Thì từ đằng trước cô sẽ chia động từ như thế nào? Thì cô sẽ có câu như thế này, mình đoán cho cô nhé. Đấy là we were studying English, right? We were studying English, thay cho là we are studying. Ok, mình thấy này, hành động mà đang xảy ra ngay bây giờ, đúng không nhỉ? Thì cô sẽ gọi nó là thì hiện tại tiếp diễn, đấy nhá. Và tiếng Anh của nó thì nó có tên là present continuous. Và cô sẽ có cái thì đầu tiên, present continuous. Cũng là hành động đang xảy ra nhưng mà lại không phải đang xảy ra lúc này, mà lại đang xảy ra ở một cái thời điểm nào đó trong quá khứ rồi. Thì cô sẽ gọi nó là thì quá khứ tiếp diễn, mọi người nhá. Thì cái tên tiếng Anh của nó như sau các em ạ, đó là past continuous. Đó. Và đây cũng chính là hai thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Đó chính là thì hiện tại tiếp diễn và thì quá khứ tiếp diễn. Present continuous versus past continuous. Ok? Thế nhá, mình để ý là ở trong đời sống hàng ngày mình có dùng thì hiện tại tiếp diễn nhiều không các bạn ơi? Có, đúng không? Rất là nhiều. Nhất là khi chúng ta nói về cái hành động mà ngay lúc này nó đang xảy ra. Đúng không nhỉ? Thế tương tự như vậy, cái thì quá khứ tiếp diễn cũng là một thì được sử dụng rất là nhiều nha. Hai thì này là hai thì khá là quan trọng. Thì cô hy vọng là trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ thật là tập trung vào bài giảng để chúng ta nắm được các kiến thức quan trọng trong việc sử dụng hai cái thì này nhá. Đó, thì cô có thì đầu tiên chúng mình cùng tìm hiểu về present continuous, thì hiện tại tiếp diễn, đúng không nhỉ? Cô sẽ cùng quay lại cái câu ví dụ khi nãy chúng ta có nhá. Đó là we are studying English ngay bây giờ. À, now, đúng rồi. We are studying English now. Ok, thế thì chúng mình hãy cùng xem cho cô nhá. Ở đây chúng ta có chủ ngữ là gì các em ơi? À, very good, chúng ta có chủ ngữ we, được không nhỉ? Đây là chủ ngữ we của chúng ta. Vậy theo sau chủ ngữ chắc chắn là động từ rồi. Và động từ ở đây người ta đang chia như thế nào? Chúng mình để ý nhá. Ở đi đằng sau we là chúng ta có từ are. Are thì người ta gọi là loại động từ gì trong tiếng Anh em nhỉ? Right, đó chính là động từ to be. Thì cô sẽ ký hiệu ở đây đó là động từ be nhá. Thế đi sau động từ be thì chúng ta có động từ chính. Cái động từ mang nghĩa ở đây là động từ study. Và đây người ta đang chia là studying. Thì nó chính là dạng thêm đuôi ing vào đằng sau động từ. Nên cô sẽ gọi nó là verb ing em nhá. Verb ing, được chưa nhỉ? Ok, vậy thì mình để ý cho cô này. Ở đây có hai thành tố rất quan trọng, đó là động từ to be và verb ing. Đây là hai thành phần bắt buộc phải có thì chúng ta mới có thể cấu tạo được cái tiếp diễn, mọi người ạ. Tất cả những cái gì là tiếp diễn nó đều phải là có đủ động từ to be và động từ thêm ing, chứ không phải là mỗi động từ thêm ing đâu các em nhá. Thì cô biết là chúng mình hay nói những cái câu tiếp diễn mà chúng ta bỏ động từ to be đi mất. Chúng ta chỉ nói là I studying, I learning, I eating. Thì những trường hợp đó là nó chưa phải là hiện tại tiếp diễn các em nhá. Mình cần phải để ý cho cô là chúng ta phải có đủ hai thành tố động từ to be với cả là động từ có đuôi ing. Ok, thế thì cần nó thuộc vào cái gì tiếp diễn thì chúng ta sẽ chia động từ to be vào cái thì đó. Cô lấy ví dụ nhá, hiện tại tiếp diễn thì mình sẽ chia to be ở hiện tại ra, được không nhỉ? Thế thì động từ to be ở hiện tại chúng ta có những cái dạng thức nào các em còn nhớ không? Ok, được nhá. Động từ to be ở hiện tại thì chúng ta sẽ có như sau. Đó là nó sẽ có ba dạng, được không nhỉ?
đó là động từ to be is, động từ to be are và động từ to be am, đúng nha, is or am. Suy ra thì hiện tại tiếp diễn nó sẽ có công thức đó là is or am, sau đó cộng với động từ thêm ing. Ok, đó chính là cái form, cái dạng thức của động từ nha. Thế thì cô sẽ có cái lưu ý đầu tiên. Đó, hiện tại tiếp diễn chúng ta sẽ chia động từ như sau. Chúng ta sẽ có động từ to be, is, are hoặc là am, sau đó đi với một động từ thêm ing. Ok, thế thì mỗi cái is, are, am này thì nó khác nhau như thế nào? Thì chúng mình cùng xem nhá. Từng cái một nó sẽ đi với một cái nhóm dùng ngữ khác nhau. Cô có động từ am, động từ to be am, nó chỉ đi với mỗi một cái ngôi thôi, đó chính là I am, right? Kế tiếp nào, động từ to be is thì nó sẽ đi cùng với các chủ ngữ số ít, bao gồm he, she, it, các danh từ số ít và các danh từ không đếm được, đúng không nhỉ? Thế còn lại động từ to be are thì nó lại đi cùng các chủ ngữ số nhiều, you, we, they, and các danh từ số nhiều, đúng không nhỉ? Đấy nhá. Rồi, thế cô có một câu ví dụ như thế này, một câu ví dụ rất là đơn giản. My father is watering the flowers. Bố tôi đang tưới hoa, đúng không? Thì chúng ta có chủ ngữ là my father nhá. Theo sau phải là động từ to be của chủ ngữ my father, đó chính là to be is, đúng không? Động từ tưới nước cô có từ water và thêm ing chúng ta được từ watering, right? My father is watering the flowers. Được chưa nhỉ? Thế tương tự nhá, nếu như mà cô thay my father thành my friends, các người bạn của tôi, thì cô sẽ phải cái câu mà các bạn tôi đang tưới hoa thì chúng ta sẽ được câu gì ạ? My friends are watering the flowers. Very good. Đúng rồi nha các bạn nha. Đây nhá, đó là cái dạng khẳng định của thì hiện tại tiếp diễn. Nếu như mà chúng ta muốn nói phủ định thì sao? Ý cô là bố tôi bây giờ không đang tưới hoa, đúng không? Không phải là đang tưới hoa mà đang làm việc khác mình không nói đến, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ cần phải có cái dạng phủ định của nó. Thế thì rất là đơn giản thôi mọi người ạ. Hãy ghi nhớ cho cô cái công thức này. Đó là chúng mình sẽ thêm từ not vào đằng sau động từ to be. Tức là gì nhỉ? Is not, am not hoặc là are not. Ok? Sau đó thì luôn luôn phải có động từ thêm ing ở đằng sau. Đây nhá. Thí dụ mình để ý này, is not thì người ta có thể viết tắt thành từ isn't, right? Isn't. Đây nhá. Cái chỗ này này, đúng không? Thì người ta có thể có là is not. Đó. Nó chính là bằng từ isn't mọi người nhá. Is not, isn't. Kế tiếp nào. Are not, ok? Are not. Thì chúng ta có thể viết tắt nó thành từ aren't, đúng rồi, aren't. Aren't. Thế còn cuối cùng này, am not thì người ta sẽ để luôn là am not mọi người nhá, chứ người ta không nói là cái dạng nào viết tắt gì cả, ok? Nó vẫn là am not, thấy chưa nhỉ? Ok? Thế ví dụ như thế này, cô biến đổi từ câu bên trên, bố tôi không đang tưới hoa, đúng không? Cô sẽ được câu là my father isn't watering the flowers. Perfect. Thấy chưa nhỉ? Ok, đó là câu phủ định nha. Thế nếu như mà chúng ta muốn đặt câu hỏi thì sao? Có phải bố bạn đang tưới hoa hay không? Được không nhỉ? Ở đây chúng ta cần thành là một câu nghi vấn. Thế trong trường hợp đó thì cái quy tắc cũng vô cùng đơn giản thôi các em nhá. Chúng mình chỉ cần đảo cho một cái động từ to be lên đằng trước chủ ngữ là được. Ok, tức là gì nhỉ? Thay vì là chủ ngữ thì với động từ to be được, rồi đi đến verb ing thì chúng ta sẽ đảo is or am ra đằng trước, sau đó mới đến chủ ngữ và cuối cùng mới là động từ thêm ing, đúng không? Bố bạn có đang tưới hoa không? Is your father watering the flowers? Đúng không ạ? Is your father watering the flowers? Ok, đó là câu hỏi em nhé. Rồi, đây là cái công thức của hiện tại tiếp diễn. Cô nghĩ là khá là dễ nhớ thôi, đúng không? Và chúng ta cũng khá là dễ áp dụng trong cái văn phong nói. Cô chỉ có một lưu ý là chúng mình cố gắng đừng có bỏ động từ to be đi nhá. Nó phải có đủ to be và verb ing thì nó mới là hiện tại tiếp diễn. Chứ mỗi verb ing không nó chưa phải nhá. Rồi, thế thì mình thấy là hiện tại tiếp diễn thì như cái hành động chúng ta đang học tiếng Anh như thế này, đúng không? Là nó đang xảy ra ngay tại cái lúc này, ngay bây giờ, ngay thời điểm này, đúng không nhỉ? Thế cho nên là hiện tại tiếp diễn nó có cái cách sử dụng như sau. Nó để miêu tả những cái hành động mà nó đang xảy ra tại cái thời điểm mà chúng ta nói đến này, là ngay lúc này, đúng không nhỉ? Đấy nhá, thế chính vì là ngay lúc này cho nên nó sẽ có những cái cụm từ chỉ thời gian mà nó nói là lúc này. Được không nhỉ? Ngay bây giờ chúng ta có từ gì các em ơi? Từ now đây, được không nhỉ? Chúng ta có cái dấu hiệu đầu tiên là từ now nhá. Hoặc chúng ta có từ right now. Right now. Ngay lúc này, ngay bây giờ. Ok? Thế ngoài ra thì chúng ta có những cách diễn đạt nào khác là chỉ là ngay lúc này. Thì cô có một cái cụm từ cũng rất hay được sử dụng các em nhá. Đó là từ at the moment. At the moment. Ngay lúc này.
Ok? Hoặc là chúng ta có từ nữa. At present. At present. Ngay bây giờ, tại thời điểm này. Ok? Chúng ta có không chỉ có now, mọi người cố gắng nhớ cho cô những cái cụm còn lại như thế này nhá. Rồi, thế ngoài ra thì có một cái đặc trưng nữa của thì hiện tại tiếp diễn là nó hay có những cái động từ như thế này mọi người ạ. Một cái động từ mà để lôi kéo sự chú ý của người khác về một cái hành động mà đang xảy ra tại lúc này. Cô lấy ví dụ nhá, look, nhìn kia, đúng không ạ? Listen, nghe này, ok? Hoặc là be careful, cẩn thận, đúng không nhỉ? Hoặc là watch out, cẩn thận kia, nhìn kia, đúng không nhỉ? Chú ý kia, đúng không ạ? Cô lấy ví dụ nhá, be quiet, trật tự đi. The baby is sleeping. Em bé đang ngủ, đúng không nhỉ? Be quiet, tức là don't make noise, đúng không? Đừng làm ồn. Ok, hoặc là look, nhìn kia. Be careful, the bus is coming. Cẩn thận kia, ô tô đang chạy đến, à, xe buýt đang chạy đến, đúng không? Đấy nhá, thì khi mà chúng ta có những cái động từ như thế này là người ta đang lôi kéo sự chú ý của mình về một cái hành động đang xảy ra tại cái lúc đó. Thì nó cũng là cái dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn các em nhá. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của cô và hy vọng là gặp lại mọi người trong video kế tiếp nhé. Thank you so much for taking your time to join me today. See you in the next video. Bye bye! Miss Hoa Giao Tiếp, độc quyền phương pháp phản xạ truyền cảm hứng.